Đây là combo M73 anh em nhé. Hai đồng màu vô to. Quay sách nhé. Đây là phần rề, đây là phần tuner. Núm nút đẹp anh em nhé. Con bao này nó được cái nó vu nó rất là lớn. Nó đánh AB cộng được anh em nhé. Đây là phần rề, đây là volume, chỉnh bát tép, bát lăng. Con dê này nó cũng có chỉnh được hai cái mao một lúc nhé. Anh vặn về B là nó chỉnh sang phần B. Tuner thì anh em đấu xuống thì nghe radio. Và tuner này nó có cả live to nhỏ ở đây nhé. Bộ này công suất của nó là 210W. Cái pao này 210W. Cái quai này là nó bằng kim loại nhá, nó không phải bằng nhựa như bộ 1500 đâu. Nó không như 1500, 1800 đâu anh em nhá, nó bằng sắt. Bộ này size của nó thì rất là lớn. Nó khoảng 45, 46 gì đấy. Sâu của nó là khoảng 40. Sâu 40. Anh em chơi thì liên hệ nhá. Số điện thoại trên màn hình các bạn này nhỉ.